Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong đến từ Coi68. Sau khoảng vài tuần thì mình mới lại có dịp ở đây ngồi ở cái vị trí quen thuộc và chia sẻ với các bạn những vấn đề vẫn rất là nóng bỏng, rất là đáng chú ý của thị trường crypto và DeFi trong thời gian vừa qua. Và đồng hành cùng với mình hôm nay vẫn sẽ là một người rất là quen thuộc thôi. Xin chào Nguyệt. Ok, xin chào anh em, xin chào Phong. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Tuần này thì mình nghĩ là có rất nhiều các cái thông tin cũng như là cập nhật đáng chú ý. Và nó sẽ là một cái tuần mình tạm coi là một cái cột mốc để gọi là thị trường nó sẽ có thể rẽ sang một hướng khác. Và hy vọng là những cái thông tin cũng như là những cái góc nhìn mà bọn mình chia sẻ trong tập hôm nay thì nó sẽ đâu đó mang lại cho anh em những cái góc nhìn của riêng mình, tức là những cái nhận định của cá nhân anh em để có thể đưa ra được những cái quyết định đầu tư nó phù hợp với bản thân mỗi người. Rồi thì rất vui được gặp lại anh em. Ok, các bạn có thể một cái chia sẻ với các bạn là tuần vừa rồi Nguyên đã mài dao khá là sắc và chỉ chờ đến ngày hôm nay mới có dịp để xài thôi. Thì trước khi vào topic thì ngày hôm nay thì mình sẽ có một vài cái hint cho các bạn, đó là chúng ta sẽ nói về câu chuyện lãi suất 15% một năm và những cái lùm xùm gây xung quanh đó trong suốt thời gian vừa qua. Thì nếu mà nghe đến như vậy thì nếu mà ai mà follow với thị trường crypto khá sát sao thì chắc là chúng ta cũng đã có cái tên trong đầu rồi, đó là câu chuyện của Terra với token Luna cùng với lại đồng stablecoin USDT. Với một KOL mới nổi là Dogecoin, người Hàn Quốc. Và chắc là mình sẽ nhờ Nguyên tóm tắt cái câu chuyện mà tại sao Spotlight của tuần vừa qua lại được tập trung về hệ sinh thái Terra này. Rồi, thì cá nhân mình thấy thì Terra trong tuần qua thì nó có hai cái thông tin mà gây sốt. Cái thông tin đầu tiên đó là cái bull, 4 bull ở trên Curve. Đây là cái bull hợp tác với lại Frax, cũng là một cái stablecoin thuật toán khác. Thì cái tác động của cái bull này như thế nào thì chúng ta sẽ nói sâu trong phần tiếp theo. Còn cái update thứ hai mà mình nghĩ là rất là quan trọng, đó là Luna vừa mua thêm AVAX và bỏ vô cái rổ tài sản bảo chứng của mình. Thì đây là hai cái thông tin mà nó gọi là thu hút rất nhiều cái sự chú ý cũng như là rất là nhiều cái tranh cãi xoay quanh cái mô hình hoạt động của Luna và đặc biệt là cái đồng stablecoin USDT. Thì mình nghĩ là cái câu chuyện của stablecoin USDT thì bọn mình đã nói chắc cũng phải nhẹ lắm thì cũng phải 3 tập trong podcast DeFi Discussion này rồi. Tuy nhiên là trong cái diễn biến hiện tại thì những cái thay đổi mới nhất, những cái cập nhật mới nhất thì hy vọng là những cái chia sẻ hôm nay xoay quanh cái mô hình stablecoin nó quen thuộc này rồi thì sẽ mang lại được những cái góc nhìn mới. Chia sẻ với các bạn là tại sao cái stablecoin, cái chủ đề stablecoin này được bọn mình nhắc nhiều đến như vậy, mặc dù là với những trader bình thường á thì phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến một vài loại stablecoin nhất định thôi. Nhưng mà với những người mà nếu mà để ý về những cái infrastructure, những cái nền tảng của thị trường á thì stablecoin nó là một cái mảnh ghép không thể nào bỏ qua được. Thì chắc là chúng ta sẽ nói đến những cái vấn đề, ví dụ như là những cái vấn đề mà một đồng stablecoin cần phải giải quyết. Thì cũng giống như những sản phẩm DeFi thì những stablecoin sẽ phải giải quyết 3 vấn đề. Thứ nhất là độ ổn định, stability. Tại vì tên nó là stable mà, thì cái giá của nó bắt buộc phải neo quanh một cái mức giá nào đấy. Thứ hai là efficiency, là hiệu quả sử dụng vốn. Thì nếu mà bạn cầm stablecoin xong bạn bỏ trong kho, bạn khóa lại thì nó không giải quyết vấn đề gì hết, thì cái số dòng tiền đấy bắt buộc phải chảy đi đâu đó. Và cuối cùng là cái câu chuyện mà gây tranh cãi nhiều nhất từ cái thời mà Tether xuất hiện, đó là cái sự phi tập trung của các dự án. Thì nếu mà so với lại 3 loại stablecoin mà thị trường crypto đã biết đến á, là stablecoin truyền thống kiểu như Tether, rồi stablecoin thế chấp tài sản và stablecoin thuật toán, thì cái sự chú ý của thị trường đang dành khá nhiều đến những đồng stablecoin thuật toán, vì đâu đó thì những cái loại stablecoin mới này nó giải quyết được nhiều vấn đề
ở trên hơn là hai người anh em của nó. Vậy thì chắc là sẽ nhờ Nguyên là kiểu có thể giải thích nhanh những cái tham vọng của UST cũng như là những cái vấn đề mà đang gặp phải và khiến thị trường phải đặt dấu hỏi không? Ok, thì chúng ta nói trước về cái vấn đề 4 pool đi. 4 pool nó là cái pool ở trên curve và nó là cái pool tài sản gồm 4 loại stablecoin. Đó là USDT, USDC. Đây là hai cái stablecoin mà thuộc dạng gọi là truyền thống đó, là bảo chứng bằng tài sản ở ngoài ngân hàng truyền thống đó. Rồi còn hai cái stablecoin thuộc toán còn lại đó là Frax và UST. Thì lý giải đằng sau cái tham vọng phát triển 4 pool này á, thì Dogecoin thì ổng cũng tweet rồi, thì đó là muốn là dành cái sự ảnh hưởng của DAI. Tại vì hồi xưa á, ở trên curve á, là nó có cái pool là 3 pool chứ không phải là 4 pool, mà 3 pool này á, thì nó là gồm 3 cái loại stablecoin, đó là DAI và cũng là với hai cái đồng là UST và USDC. Thì ba pool này nó được coi như là cái pool cốt lõi của curve, và khi mà bạn cung cấp thanh khoản cho cái pool này á, thì nó sẽ trả lại cho bạn một cái LV token, một cái kiểu như là cái giấy đại diện là bạn đã bỏ tài sản vào cung cấp thanh khoản cho cái ba pool này. Và khi mà có được cái LV token này rồi á, thì bạn sẽ tiếp tục cầm nó đi và cung cấp tài khoản, cung cấp thanh khoản cho các cái đồng stablecoin khác, ví dụ như ba pool xong rồi bạn neo với lại UST, hoặc là ba pool bạn neo với lại meme chẳng hạn, kiểu thế. Thì khi mà cuộc chiến ở trên curve nó căng thẳng lên thì mọi người sẽ phải có gọi là thu hút thanh khoản cho cái pool của cái đồng token của mình, gọi là chọn phe đúng không? Nếu mà không thì nếu như mà không có đủ thanh khoản á, thì stablecoin nó rất là mong manh, tại vì chỉ cần mà một ông nào đó đâm một đống tiền vào cái pool đó thì cái đồng stablecoin nó hoàn toàn nó có thể bị defect. Thì đó là lý do tại sao mà rất nhiều các cái dự án họ làm mọi cách để hút cái thanh khoản về cái pool của mình. Thì quay trở lại cái vấn đề của ba pool á, là khi mà bạn ví dụ bạn đặt cương vị là UST đi, thì bạn thu hút thanh khoản cho cái pool ba pool xong gạch ngang UST đúng không? Thì cái này là vô hình chung bạn đã thu hút thanh khoản cho cái ba pool, là cái người hưởng lợi là cái đồng DAI đúng không? Tại vì người ta phải có cái LV token, cái giấy chứng nhận là đã cung cấp vào ba pool thì mới có thể tiếp tục cung cấp trong cái pool này. Thì khi mà bạn thưởng cho người dùng, bạn khuyến khích người dùng cung cấp thanh khoản cho cái pool này á, thì cái ông DAI ổng lại được hưởng lợi một cách nó gián tiếp đúng không? Thì tự nhiên người ta phải mua DAI rồi người ta bỏ vô trong cái ba pool. Thì đây là lý do tại sao mà hai cái dự án là Frax và UST thì họ bắt tay nhau và họ muốn giảm thiểu cái sức ảnh hưởng của DAI bằng cách này. Thì họ đã thông qua được một cái vote, đó là đưa 4 pool trở thành một cái pool cốt lõi ở trên curve, tức là bây giờ thay vì là bạn cung cấp cái thanh khoản 3 pool xong rồi gạch ngang một cái stablecoin nào đó, thì bây giờ bạn sẽ có thể cung cấp thanh khoản kiểu như là 4 pool xong rồi gạch ngang một cái đồng, ví dụ như meme chẳng hạn đó. Thì thanh khoản nó sẽ đổ vào và nó phân bổ lại cho cái 4 pool này. Thì đó là cái tham vọng của họ, và họ sẽ coi như đây là một cái nơi để họ thu hút thanh khoản để giữ cho cái giá token của mình nó ổn định hơn. Rồi cái đó là cái update mới nhất về cái vấn đề 4 pool, giải đáp một vài thắc mắc cho anh em là tại sao nó có cái bước đi như thế này. Và thông qua cái câu chuyện cái vũ khí 4 pool của mình, thì cái đồng UST đã hút được một cái lượng vốn hóa rất là lớn đúng không? Thì trong thời hiện tại thì khoảng độ gần khoảng mình cũng loanh quanh là 18-19 tỷ USD. Thì nhưng mà mọi người cũng đang đặt câu hỏi là ví dụ như là cái câu chuyện, cái vấn đề lớn nhất của một stablecoin là có tài sản đảm bảo đúng không? Vậy thì cái nguồn tài sản đảm bảo của USD này thì nó sẽ đến từ đâu? Thì chắc là nhiều anh em cũng đã nghe qua cái cơ chế mint burn của Luna với lại USD rồi. Thì hiểu nôm na là khi mà anh em đốt một USD giá trị Luna thì sẽ có thể mint ra được một USD giá trị USD. Thì cái này thì bọn mình đã nói ở trong một cái tập về stablecoin thuật toán rồi. Thì cá nhân mình nhận định á, thì
USD hiện tại nó phụ thuộc nhiều vào cái rổ tài sản bảo chứng của nó, là cái thứ nhất. Cái rổ này thì mới đây thì ngoài Luna là cái lõi, là cái có thể mainburn chuyển đổi dòng tiền qua lại, thì họ đã bổ sung BTC và cái thứ hai đó là AVAX gần đây. Thì đây là một cách để họ gọi là giữ lại cái niềm tin với cái USD này. Còn một cái solution thứ hai, một cái giải pháp thứ hai mà họ gọi là xử lý á, để xử lý neo đậu cái giá USD về một đô á, đó là bằng cái việc trả lãi thôi. Thì nhưng mà cái việc trả lãi này nó lại đẻ ra một cái vấn đề nữa, yeah. Đó là lấy tiền đâu ra để trả lãi các thứ, rồi cái lãi này nó có duy trì được hay không. Thì cái vấn đề 20% APY cho USD ở trên Anchor thì cũng đã đề cập rồi, nhưng mà lát nữa thì mình nghĩ là sẽ chia sẻ một vài cái cập nhật nữa, cũng như là một vài cái góc nhìn liên quan đến cái vấn đề này. Thì nó sẽ hơi là gây tranh cãi một xíu, nhưng mà đây là những cái quan điểm của cá nhân mình, góc nhìn của cá nhân mình, và mình cũng không nghĩ nó là một cái thông tin để đưa ra quyết định là chúng ta sẽ short hay là chúng ta sẽ không xài cái stablecoin này hay sau đó, nhưng mà cái đó là cái phân tích của mình. Và mỗi anh em thì do your research thôi. Nên có những cái... research thôi. Yeah, đúng rồi. Nhưng mà nhắc đến cái những con số này thì thực ra nếu mà mọi người có follow thị trường và DeFi tuần vừa qua thì cái câu chuyện của Luna nó khá là giống với lại một dự án khác, đó là Wave, con sóng á. Thì dạo gần đây thì Wave cũng có những cái gây được những cái ồn ào nhất định, nhưng mà cái ồn ào này thì lại theo hướng tiêu cực nhiều hơn. Và chắc là nhờ Nguyên giải thích cho cái câu chuyện mà tại sao cùng một cái công thức làm nhưng mà Luna và Wave lại cho ra hai cái outcome khác nhau vậy. Mình nghĩ là thôi thì trước khi nói về cái sự khác nhau này thì chắc là để mình brief qua cái drama hôm bữa. Có một cái tài khoản ở trên Twitter, thì tài khoản này bảo là ở trên cái ứng dụng vay Virex của Wave á, thì họ không có cái nhu cầu vay thực, tức là cái dòng tiền đổ vào và cái dòng tiền vay tài sản đó, nó không phải là tài sản thực mà là của một cái tài khoản, một cái ví đã gọi là mint ra USDN. USDN là cái đồng stablecoin của Wave á. Thì mint ra cái đồng này xong vay USDT, USDC thảy lên Binance, yeah. Rồi mua cái đồng Wave, xong rồi bỏ ngược cái đồng Wave này lại và mint ra cái USDN. Thì cái vòng lặp này nó cứ liên tục, và mọi người thì bảo là cái này là cái động thái gọi là tạo cung cầu giả đó, kiểu như là làm cho cảm thấy là ở cái thị trường này nó đang vay, rồi cái đồng stablecoin này nó được vay liên tục, rồi nó được luân chuyển liên tục ở trong cái thị trường. Thì được vài hôm thì lại xuất hiện một cái thông tin là Alameda họ sọt cái đồng Wave, họ vay cái đồng Wave này ra và họ sọt. Thì bên phía USDN, bên phía Wave á, thì họ bắt đầu có những cái proposal, ví dụ như là proposal giảm cái liquidation xuống, tức là cái liquidation threshold á, nó hiểu nôm na là đến cái ngưỡng đó thì cái khoản vay của bạn sẽ bị thanh lý. Ví dụ như nếu mà bạn chỉnh là 75%, thì khi mà cái giá trị nợ của bạn nó chiếm 75% so với cái khoản tiền bạn thế chấp vào á, thì nó sẽ tự động nó thanh lý. Thì họ thông qua một cái proposal, họ đề xuất một cái proposal là giảm cái threshold này xuống 0.1% thì phải, thì tức coi như là thanh lý luôn rồi chứ còn gì nữa. Coi như là cứ vay xong là sẽ bị thanh lý. Nên tại vì 99.9% thì ai mà giữ ra được. Đúng rồi. Đúng rồi, thì mục đích là để kêu cái lệnh short Wave. Nhưng mà sau đó thì USDN nó bị debug, tức là nó bị lật ra khỏi cái lật ra khỏi cái vùng giá 1 đô. Thì lật ra cái vùng 1 đô này thì bà con bắt đầu hoảng rồi. Thì cũng kiểu như là swap tùm lum ở bên curve thì nó lại đè xuống, nó có lúc nó xuống tới 0.5 USD. Yeah. Cho một cái USDN. Như mình có nói từ lúc nãy, một trong những cái yêu cầu tiên quyết của stablecoin là độ ổn định, đúng không? Nó có chữ ổn định ở trong tên đó mà. Rồi thì Wave thì Wave thì nó cũng tiếp tục nó giảm, tại vì
Tại vì theo cái cơ chế mint burn mà, tức là mọi người sẽ cần phải mua USDN đúng không, xong rồi bỏ ngược vào cái hợp đồng đó, cái contract đó, và mint ra wave, xong rồi bán wave ở cái giá chênh lệch để ăn được cái lợi nhuận từ cái việc là cứu cái back cho đồng USDN đó. Thì cái này nó cái cơ chế nó cũng sẽ xem giống Luna và USDT. Khi mà người ta mua USDN để người ta bỏ vào cái contract đó và lấy ra wave để bán lấy giá chênh lệch, thì nó lại tạo ra thêm áp lực nữa và wave nó tiếp tục giảm, và thêm rất là nhiều cái food các thứ, thì cái đồng đó nó cũng giảm, đúng không? Mình cũng nhớ là chắc cũng phải gần 60-70% gì đó. Chưa đôi rồi, chưa hơn 2 lần từ giá định. Rồi, thì đó là tóm tắt sơ về cái drama vừa rồi. Thì mình không biết là ai đúng ai sai cả, tại vì về phía cái lệnh sọt đó thì bên Wave thì họ gọi là họ leak ra là cái Gmail đó, là cái email đó là của Alameda. Còn về phía của Wave á, thì họ bảo là đây là cái cách để họ gọi là tự vệ cho cái hệ thống của họ thôi, tức là thanh lý cái lệnh sọt đó về đơn giản là cách để tự vệ. Thì còn về phía Ala thì cái đó là một cái thị trường nó open mà, đúng không? Ai cũng có quyền lo, ai cũng có quyền sọt các thứ. Và thường thì có profit thì họ làm thôi. Thì cái đó là cái gọi là cái luật chơi của cái thị trường tài chính này rồi. Tất nhiên là mình khoan nói về cái việc là ai đúng ai sai cả, ai tốt ai xấu các thứ, thì cái đó nó rất là nhập nhằng. Thì yeah, đó là cái brief về cái drama vừa rồi. Rồi thì nói về cái việc tại sao nó fail đi, thì cá nhân mình nghĩ là cái đồng USDT nó được VC back rất là ổn định, đúng không? Bạn hình dung ví dụ như nó chỉ cần lật 1% đi, 1% của cái vốn hóa USD hiện tại, USD hiện tại là 16-17 tỷ đi, thì 1% nó đâu đó tầm khoảng 160 triệu. Thì ví dụ như USD nó chỉ cần lật 1% thôi, thì nhiều 160 triệu và VC họ có thể mua vào để họ cứu back, hoặc là nó phụ trợ bằng cái cơ chế là arbitrage nữa, cái cơ chế là mua bán chênh lệch, thì nó cũng sẽ phụ để nó kéo được cái USD lên. Thì cái đó là cái từ backer là VC, thì họ có cái dòng tiền đủ mạnh để họ gọi là khi mà có sự cố gì thì họ có thể đẩy lên, họ cứu được. Cái thứ hai á, là Luna thì họ làm marketing nó viral hơn là cái chắc chắn rồi. Thì CEO gãy to gãy khỏe, gãy không ai bằng luôn. Thì đó, thì đi đâu thì ai cũng thấy idol rồi. Đó là cái thứ hai. Và khi mà mọi người biết về cái marketing tool là 20% á, thì mọi người sẽ bắt đầu xài nhiều cái đó. Thì bên USDN thì họ không làm được cái mảng này. Thì khi mà không có người vay thì bắt buộc họ sẽ phải tạo cái nhu cầu lúc như vậy thôi. Thì như cái vấn đề hồi nãy mình có đề cập á, thì là họ sẽ phải lúc cái đồng stablecoin của họ lên để nhìn cho nó đỡ gọi là âm u á. Thấy còn có nhiều đông đúc bà con xài đúng không? Thì bên USD thì họ làm được cái marketing, thì rồi họ cũng partner các thứ, rồi lên chuyển cái dòng đó ra rất nhiều nơi. Rồi điển hình như là cái 4 bull á, là cái công cụ để họ nhiều người gọi là exit liquidity, tức là cái thanh khoản để họ exit. Và cái vấn đề đó thì cũng gây rất là nhiều tranh cãi thời gian gần đây, đó là cái Luna ở trong kho thì rất là nhiều, đúng không? Ví dụ như khi mà cần việc gì đó thì họ có thể bán Luna, họ bán cho VC ở giá discount, sau đó họ bỏ vô reserve và họ trả cái phần lãi 20% trên anchor, là cái đó chuyện bình thường, thì nó đã xảy ra rồi. Thì cái đó là cái mình nghĩ là cái mà USD nó làm được so với USDN. Thì yeah, thì cũng một phần lý giải vì sao là USDN nó vừa debug và nó rất là chật vật để có thể gọi là hồi sinh, dù là nó tăng rất nhiều sau cái câu chuyện là cái đồng wave nó tăng rất nhiều sau cái câu chuyện là chiến tranh gì đó. Cái đó thì vấn đề nó ngoài lề rồi. Thì chúng ta sẽ chắc là chúng ta sẽ không bàn sau. Thì đó, cảm ơn Nguyên đã tóm tắt
gần như là rất là đầy đủ những cái câu chuyện, những cái drama, những cái trò chơi, những cái game mới, game tài chính mới mà thị trường tiền mã hóa và DeFi đã có được trong khoảng thời gian vừa qua. Một khoảng thời gian rất là sôi động thôi. Tuy nhiên thì tất cả vẫn còn rất là nhiều thứ ở phía trước để chúng ta có thể đưa đánh giá. Thì như mình nói đó, Nguyên khoảng thời gian vừa qua đã dành khá nhiều thời gian để mài dao và đưa ra quyết định của mình rồi. Tuy nhiên thì đây vẫn chỉ là góc nhìn của bọn mình mà thôi. Còn các bạn có thể có những ý kiến khác thì hoàn toàn có thể đóng góp ở trong bình luận của video hoặc là trong cộng đồng FOMO Saben thôi. Bọn mình rất là welcome. Nhưng mà cũng không thể nào mà phủ nhận được cái làn sóng stablecoin thuật toán này đã có một cái nguồn lực mới đẩy vào thị trường khi mà cách đây khoảng 2 ngày, tính từ lúc bọn mình thu video này, thì Nia cũng đã hint, gọi chưa thông báo chính thức đâu, nhưng mà hint là sẽ tung ra đồng stablecoin USN với APY 20% một năm. Vậy thì Nguyên có nghĩ là những cái hệ sinh thái khác cũng sẽ tiếp tục chơi cái trò này không, khi mà đã có Luna, có Terra làm mẫu rồi? Thực ra hình chứ cũng khá là sure đó, tại vì hình như họ làm ở trên testnet rồi. Thì nhiều khả năng là cái này nó sẽ ra đó. Thì cá nhân mình á, thì mình không nghĩ là cái model của Luna nó ổn định. Đó là cá nhân mình nghĩ như vậy, tại vì thứ nhất á, là cái rổ bảo chứng cho cái token này á, mặc dù là nó có cái hiệu quả sử dụng vốn cao, tức là nó không phải yêu cầu như là 150 đồng vốn bỏ vô thì bạn chỉ được min tối đa ra 100 đồng DAI thôi. Kiểu như cái model nó sẽ hiểu không bị chôn vốn nhiều. Đúng rồi. Để tạo ra nhiều stablecoin thì nó không tốn quá nhiều vốn. Tuy nhiên á, là cái rổ mà của bảo chứng của USDT thì cái mức biến động nó rất là cao, mà họ lại cho cái mức quy đổi nó là 1:1. Tức là 1 đô Luna bằng 1 đô USDT. Thì cái này thì nó là đánh đổi thôi, tức là bạn sử dụng vốn hiệu quả hơn, bạn đòn bẩy các thứ nó ghê gớm hơn, nó to hơn. Nhưng mà khi mà thị trường ví dụ như nó có một cái đảo chiều gì đó đi, thì bạn cầm 1 USDT, bạn có chắc kèo là bạn đổi ra được 1 đô tài sản ở trong cái bảo chứng đó hay không, đúng không? Thì thậm chí là họ còn không họ còn đang có một cái đề xuất là 1 đô USDT đổi 0.98 đô BTC ở cái thời điểm panic, tức là khi mà cái thời điểm mà thị trường nó đâm á, thì bạn sẽ phải đổi và thiệt hại cái đó là 2%. Thì nói vậy để thấy là cái mô hình nó vẫn còn đang rất là risky, chứ nó không phải là kiểu như là một cái thứ gì đó nó là set một cái tiêu chuẩn mới. Tất nhiên thì nó là một mô hình mới và nó hoàn toàn có thể xử lý được những cái vấn đề cũ, nhưng mà nó không hoàn hảo đến cái mức là chúng ta sẽ giải quyết được 100% những cái vấn đề cũ, và USDT sẽ là một cái thứ gì đó nó hoàn toàn thay đổi cái thị trường stablecoin luôn. Thì cái đó là vẫn là chưa rõ, vẫn rất là chưa rõ thôi. Thì nhiều anh em thì cũng kêu là thì nó phải mù mờ kiểu như vậy thì nó mới gọi là có cơ hội rồi các thứ, nhưng mà nếu mà đánh giá trên mặt con số thì chúng ta thấy là nó đang rất là risky, đúng không? 16 tỷ market cap thì có 12 tỷ là nó đang chui ở trong cái anchor, nó hưởng cái lãi 20% rồi, mà 12 tỷ này thì nếu mà để gọi là trả lãi một năm thì nó tốn đâu khoảng tầm 2 đến 3 tỷ gì đó, đúng không? 2-3 tỷ đó ở đâu ra để mà trả, đúng không? Tất nhiên là họ vẫn sẽ có cách xoay thôi. Thì ở trong kho treasury thì Luna còn nhiều lắm. Thì chắc là họ vẫn sẽ có cách xoay để duy trì cái này. Nhưng mà thì Anchor thì họ cũng đã có cái đề xuất là sẽ giảm dần cái APY nếu như cái kho dự trữ của họ nó giảm hàng tháng. Tức là nếu mà ví dụ như giờ là tháng 5 sắp tới đi, tháng 5 sắp tới mà cái treasury của họ, cái quỹ reserve của họ nó giảm, thì Anchor sẽ gọi là tự động gọi là giảm cái lãi suất gửi vào 1.5%, thì dần dần nó sẽ back về cái ngưỡng gọi là ổn định. Thì tất nhiên là về cái lãi suất của ngân hàng bình thường thì nó vẫn sẽ cao hơn rất nhiều so với việc gửi tiền ngân hàng bình thường, nhưng mà
Nó là một cái, cá nhân mình thấy thì USD nó là một cái giấy chứng nhận nợ, đúng không? Nó là một cái bond. Và cái việc mà bạn trả lãi thì bạn cũng phải bạn hưởng lãi từ cái việc mà hold cái đồng stablecoin đó, thì bạn cũng sẽ phải tự cân nhắc cái rủi ro. Tại vì nếu mà win á thì không sao nha, thì một năm sau bạn lấy lại 15%, nhưng mà cẩn thận, ví dụ như mà nó đâm một phát thì coi như là bạn mất hết. Mà mất cái gì, mất chứ mất stablecoin thì cái tâm lý nó rất là khó chịu, nó rất là khó chịu. Thà ví dụ bạn mua crypto, bạn trade thua các thứ đi thì mất nó không sao, hoặc là bạn mua một cái tài sản nào đó bạn cảm thấy là nó giảm 50% nhưng mà vì giá trị nội tại nó vẫn có cái động lực tăng kiểu vậy, thì bạn vẫn có thể an tâm, bạn stake vào, bạn thả trong đó và bạn cuối năm bạn lấy lại lãi, bạn cap out vào nhưng được mà, đúng không? Còn ví dụ chính như vậy thì mình mới có một cái thắc mắc là tại sao cái con số 20% APY của USD nó lại hấp dẫn? Tức là cái rủi ro nhé, như vừa nãy thì mình đã nói chuyện về những rủi ro khá là nhiều rồi, nhưng mà người ta bảo là high risk và high reward, nhưng mà cái reward ở đây nó chỉ là 20% một năm thôi và có thể giảm, có thể ít hơn. Trong khi nếu mà bạn đi staking, bạn farming ở những cái sản phẩm DeFi khác, sản phẩm DeFi có vốn lớn nha, có vốn hóa lớn á, thì các bạn cũng có thể được cái phần APY cỡ 70-90% một năm là hoàn toàn có thể. Chưa tính đến chuyện là nếu như bạn tham minh đúng thì cái tài sản của bạn nó còn tăng giá trong cái thời điểm đấy nữa, tức là không phải stablecoin mà bạn farming crypto, thì đó, thì nó sẽ có còn bao nhiêu hơn. Vậy thì tại sao cái con số 20% APY một năm nó lại là một cái gì đó mà hấp dẫn với nhà đầu tư vậy? Với là một retail trader như mình thì mình sẽ bỏ qua cái con số tại vì nó quá thấp đi. Rồi thì chúng ta nói lại về những cái bull farm đúng không? Thì bull farm thì nó vẫn sẽ có cái bull kiểu như là USDT và USDC. Nhưng mà cái lãi thì đúng là cao thật, tầm khoảng ba mấy phần trăm á. Nhưng mà cái rủi ro, thứ nhất là cái rủi ro về bảo mật thì ai cũng phải chịu. Đó là nhiều khi bị hack hay các thứ thì nó mất tài sản. Rồi cái rủi ro thứ hai là cái slippage, là cái khi mà bạn farm muốn nhỏ thì không sao, nhưng mà farm muốn lớn thì cái slippage này nó rất là phức tạp, nó rất là cồng kềnh, và nhiều khi chỉ cần một cái LP mà họ rút một cái LP lớn lớn á, một cái người cũng có thanh khoản lớn lớn mà họ chỉ cần rút cái thanh khoản của họ ra á, là cái bull nó hoàn toàn có thể bị lật. Và điển hình là cái case của Meme. Thì Meme hồi đó Alameda rút LP ra là do sợ cái vụ của Sifu á, thì rút ra xong thì nó cũng lật. Mà rút cái bull á, hình như là ở trên curve á, thì curve là thuộc dạng là gọi là cái thuật toán của nó là để cố gắng gọi là giảm slippage các thứ rồi đó, giảm debug các thứ rồi, mà rút ra thì cái back của Meme nó cũng rất là lệch. Cái đó là cái lý giải tại sao mà đi farm nó vẫn rất là risky, nên là không phải là thấy cái lãi farm nó tầm khoảng 30-40% thì nó là cao hơn so với cái việc gửi stablecoin. Tại sao mà cái stablecoin của USD nó viral với cái lãi suất 20% này á, thì về cơ bản thì ở giai đoạn đầu nó không quá nhiều risk. Khi mà bạn gửi á, thì cái lãi cái USD thì nó cũng tạm coi như là nó qua được cái thời kỳ gọi là giật ở đoạn đầu đúng không? Ở đoạn đầu thì nó cũng đã từng debug rất nhiều lần rồi, nhưng mà cái thời điểm mà Anchor nó công bố cái 20% này thì niềm tin nó vẫn sẽ ok hơn, thì mọi người sẽ thấy là gửi vào thì 20% cũng được, thì nó đỡ phải bị nó đỡ bị gọi là debug. Nó đỡ gọi là bị slippage giống như đi farm, thì 20% với họ là ok. Thì cũng thể lý giải là tại sao mọi người thấy 20% nó hấp dẫn. Thì hồi nãy như mình nói đó, thì cái này thì anh em phải thử cân nhắc thôi, đó là đánh đổi mà dự án họ, ví dụ như anh em tin thì anh em cứ gửi đó bình thường, không thì có thể vẫn gửi USDC ở rất nhiều các cái pool, ví dụ như pool boost rework ở bên rất nhiều các cái nền tảng mà họ có cái war, có cái cuộc chiến ở thanh khoản đó, thì họ vẫn có thể tạo ra được những cái lãi suất 10-15% ở trong cái pool stablecoin, cái đó là bình thường. Thì cái đó là cái thứ mà anh em cần tìm hiểu thêm để có những cái góc nhìn riêng cho cá nhân mình. Với những gì mà mình đã đọc thì góc nhìn của mình thì nó là như vậy. Thì hy vọng là sẽ mang lại những cái thông tin hữu ích cho anh em.
Nói chung là do your research thôi. Yeah, quan trọng vẫn là cái... Thực ra thì mình nghĩ là có hai điều quan trọng khi mà các bạn nhảy vào và quyết định là bỏ tiền của mình vào đâu. Thứ nhất là kiến thức, mình phải hiểu cái cuộc chơi của mình. Và thứ hai là tham minh. Tham minh sớm quá cũng... Tham minh mà sớm quá thì cũng dở. Mà tham minh trễ quá thì là thanh khoản cho người khác. Đó, thì quan trọng mình là hiểu được cái bản chất của nó rồi. Nhưng mà cái tham minh mình vào nó cũng quan trọng nữa. Mình có ở lại với dự án được không, hay là mình quyết định mình chạy trước các thứ thì mình cũng phải để ý đến câu chuyện đấy. Và bọn mình cũng biết là nhắc đến câu chuyện về những cái loại tài sản mới như thế này thì những cái chia sẻ tất nhiên là sẽ có người theo ý này, có người theo ý kia, có người tin, có người không tin, có người gọi thẳng nó là Ponzi, có người gọi thẳng nó là scam. Nhưng mà tiền ở đâu thì niềm tin ở đấy thôi, cái đấy thì cũng không thể nào trách nhau được. Nhưng mà mình cũng rất là mong muốn là các bạn có thể chia sẻ cái góc nhìn của các bạn về cái câu chuyện này. Tại sao bạn bỏ tiền vào Luna, tại sao bạn quyết định không bỏ tiền vào Luna, tại sao bạn tin vào Way, tại sao bạn không tin vào Way, kiểu như vậy. Và như thế gì, mình vẫn mong là những cái mô hình này nó, tất nhiên nó đã thu hút được một dòng vốn lớn như vậy rồi thì tốt nhất là nó nên sống được với thị trường một thời gian dài. Đúng rồi, chứ nếu mà gọi là sập đó thì nó sẽ kéo theo một cái chuỗi nó rất là phức tạp sau này, và lúc đó thì thị trường khá là khó để có thể gọi là sao ta gọi recover là... để phục hồi này. Đúng rồi, thì có thể nó sẽ là một cái hiệu ứng domino, tại vì anh em biết là giống như các cái ngân hàng ở trong thị trường truyền thống thôi, đúng không? Thì ông A vay ông B vay ông C vay tùm lum, thì vay của người này, nợ của người này thì là tài sản của người kia. Thì khi mà chỉ cần đứt ở một cái mấu nối nào đó thôi thì có thể một cái mảng bức tranh chung nó có thể bị ảnh hưởng và ảnh hưởng tiêu cực. Thì đó cũng bổ sung cho cái ý mà Phong hồi nãy nói, tức là nếu mà nó đã thu hút một cái dòng vốn nó cũng lớn rồi và nó cũng đã có gọi là kết nối rất nhiều các cái dự án với nhau lại rồi thì tốt hơn hết là nó nên sống khỏe. Còn mình hy vọng là cái số này các bạn có thể nghe được đến đây, sống qua được khoảng độ 15 phút đầu tiên bọn mình nói những câu chuyện khá là technical để có thể hiểu được là cái góc nhìn của bọn mình về cái stablecoin war, có thể nói là một stablecoin war khi mà các bạn giành giật cái nguồn lực của nhau. Và không biết là các bạn có cái quan điểm, có góc nhìn như thế nào về cái câu chuyện này thì có thể comment cho bọn mình hoặc là chia sẻ cùng ở trong cộng đồng FOMO Saben. Cảm ơn Nguyên đã dành thời gian với chúng ta ở đây ngày hôm nay, và chắc là sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast lần sau. Ok, cảm ơn em đã nghe hết tập podcast lần này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.